Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn về quy trình vệ sinh y lọc bơm giải nhiệt của hệ thống điều hòa chiller. Bước thứ nhất, ta chuẩn bị dụng cụ bao gồm biển bảo dưỡng, thùng mỡ, cà lê, tu vít, mỏ lết, hộp đồ, khăn lau, bơm áp, xô. Tiếp theo ta tiến hành treo biển bảo dưỡng ở trước cửa phòng điều hòa chiller. Ta tiến hành bảo dưỡng theo các quy trình sau. Thứ nhất, ta khóa van nước vào. Tiếp theo, ta khóa van nước ra. Tiếp theo, ta tiến hành lấy xô để hứng nước và lấy cà lê để mở nắp bộ y lọc. Ta tháo được nắp của y lọc rồi. Ta sẽ tiến hành tháo lưới của y lọc. Như ta thấy lưới của y lọc là bẩn, có cặn, cặn rắt ở lưới. Và ta tiến hành dùng bơm áp lực để rửa lưới cho sạch sẽ. Ta tiến hành xịt rửa lưới lọc cho vệ sinh sạch sẽ. Tiếp theo ta tiến hành vệ sinh y lọc và bơm mỡ vào ốc và bu lông. Sau đó lắp lại lưới lọc và nắp của y lọc. Khi vặn ốc, ta sẽ vặn đối xứng ốc để cho không bị lệch nắp lọc, nắp y lọc. Khi ta vặn xong, ta kiểm tra nước không được rỉ nước khỏi cái nắp lọc là đạt yêu cầu. Sau khi vặn nắp y lọc xong, ta đã kiểm tra sơ bộ xong thì ta tiến hành mở các van khóa nước để kiểm tra xem nước nó có rò rỉ không. Như vậy sau khi ta mở van thì không thấy rò rỉ nước ở miệng của nắp y lọc, thì ta tiến hành lau chùi vệ sinh y lọc. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn quy trình vệ sinh y lọc của bơm giải nhiệt của hệ thống điều hòa chiller tòa nhà VTN 30 Phạm Hùng. Xin chân thành cảm ơn.